tài xế xe bán tải chạy trốn công an ở Hà Nội dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng bước đầu xác định người đàn ông điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy đá và methamphetamine. Liên quan vụ tài xế xe bán tải chạy trốn công an, tông nhiều người trên phố ở Hà Nội chiều ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng xác định tài xế là L. T. D. sinh năm 1987, chú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Qua kết quả kiểm tra nhanh ban đầu, cảnh sát xác định người này dương tính với ma túy đá và methamphetamine. Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 15 tháng 3, tổ công tác của công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện xe bán tải biển kiểm soát 29C856 20 vi phạm lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ ở trước số nhà 93 Trương Định nên đã tiến hành kiểm tra. Quá trình làm việc, tài xế bán tải D không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu và tìm cách xin bỏ qua vi phạm nhưng không được tổ công tác chấp nhận. Người này sau đó lên ô tô nổ máy rồi lái xe đâm thẳng vào xe tuần tra của công an phường rồi bỏ chạy sang đường Nguyễn Xiển theo hướng đi khuất duy tiến. Trên đường bỏ chạy, đối tượng còn tiếp tục va vào xe máy biển kiểm soát 34S1223. 20 do anh Nguyễn Sĩ Hát, sinh năm 2002, điều khiển. Công an phường Trương Định cùng với người dân sau đó đã chặn được xe bán tải 29C856, 20 ở đường Vành Đai 3 trên cao. Trước lúc bị giữ lại, chiếc bán tải còn va chạm với xe tải biển kiểm soát 29H773. 20 khiến hai phương tiện bị hư hỏng tại cột đèn 49 BD2, 2. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng xử lý vụ việc. Vụ việc đang được xác minh làm rõ.